Vâng. Chào các bạn. Tiếp theo chương trình khuyến mại ưu đãi của TV trong tuần này thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm của Samsung. Đó là sản phẩm 65Q75R. Sản phẩm này có gì đặc biệt thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đầu tiên khi nói về sản phẩm 65Q75R thì nó là sản phẩm QLED TV của Samsung. QLED TV Samsung này có độ phân giải là 4K, độ nét gấp 4 lần Full HD. Thứ hai, về thiết kế của sản phẩm thì mình có thể nhìn thấy thiết kế của sản phẩm là thiết kế tràn viền, full view. Với thiết kế này thì độ mỏng của nó chỉ tương đương 0.9mm, ngang bằng với sản phẩm iPhone 11 Pro Max. Về chân đế của sản phẩm thì chân đế sản phẩm có thiết kế là chữ V úp ngược, nó phủ một lớp sơn màu xám. Với lớp sơn này ấy, thì mình có thể kết hợp với này rất nhiều không gian nội thất khác nhau, như không gian nội thất ở trong phòng họp hay phòng khách. Sản phẩm này thì có gì nổi bật nữa? Nổi bật về sản phẩm này thì có cái điều khiển. Điều khiển này là như Samsung gọi là One Remote, có tích hợp tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt. Cái chức năng tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt đấy thì hỗ trợ tốt nhất trong trình duyệt YouTube. Mình chỉ cần bấm vào đây và nói thì có thể tìm kiếm rất chính xác cho các bạn. Và các chức năng của cái điều khiển này được tối giản rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu về các cái công nghệ có trên cái sản phẩm này. Thì công nghệ đầu tiên mà chúng ta cần phải nói đó chính là công nghệ Quantum HDR 1000 nit. Với công nghệ Quantum HDR 1000 nit thì sẽ làm cho màu đen hiển thị được sâu thẳm hơn, đen hơn. Và những cái màu như màu sắc sáng đó thì nó sẽ sáng hơn, bóng bẩy hơn. Ngoài công nghệ Quantum HDR 1000 nit đấy thì Samsung rất ưu ái trang bị thêm cho sau dòng sản phẩm này một công nghệ nữa là dòng công nghệ Quantum Processor 4K. Với công nghệ Quantum Processor 4K thì nó sẽ giúp nâng cái chuẩn video lên gần với 4K. Tức là những cái video của bạn khi chiếu lên TV chưa đủ 4K thì nó sẽ nâng lên, cái chip xử lý đấy nó sẽ nâng lên. Ngoài ra công nghệ âm thanh của sản phẩm này là công nghệ âm thanh vòm. Với công nghệ âm thanh vòm thì giống như cửa chân thật chiếu phim, âm thanh sẽ có ở xung quanh bạn khi bạn mở TV lên. Đó là một số cái tính năng nổi bật của sản phẩm. Với sản phẩm này thì cũng có đầy đủ các cổng kết nối như HDMI, USB, cổng mạng LAN hay là kết nối Wi-Fi không dây. Còn nếu như mà bạn muốn kết nối sản phẩm này với lại loa thì mình sẽ phải dùng cổng âm thanh khoa học Optical. Sản phẩm này hiện tại đang được trưng bày và bán tại điểm máy xanh 21 Nguyễn Văn Cừ. Về giá của sản phẩm thì sao? Trong tuần này thì bên mình đang có rất ưu đãi với khách hàng khi mua sản phẩm này. Giá sản phẩm từ 56.890.000 nay giảm xuống chỉ còn 34.650.000. Tặng thêm cho các bạn một phiếu mua hàng internet, phiếu giảm giá phí internet trị giá 800.000. Với phiếu giảm giá phí internet 800.000 này, các bạn không lấy, các bạn cũng có thể trừ tiền vào giá sản phẩm. Chốt lại giá sản phẩm chỉ còn là 33.850.000. Rất ưu đãi phải không? Ngoài ra còn hỗ trợ trả góp không mất lãi. Thủ tục thì cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ cần có chứng minh thư, bằng lái xe và ra đây bên mình sẽ xét duyệt trong vòng 10 phút với công ty tài chính Home Credit. Quá ưu đãi phải không các bạn? Mời các bạn đến 21 Nguyễn Văn Cừ để chúng ta cùng chiêm ngưỡng sản phẩm và dinh ngay sản phẩm này về nhé.